Hãng sản xuất điện thoại đến từ Hà Lan tiếp tục tung ra sản phẩm Philips S388 với nhiều điểm nổi bật trong phân khúc điện thoại thông minh phổ thông. Philips S388 được thiết kế theo phong cách đặc trưng riêng, màu sắc rất thời trang, có tính di động cao với trọng lượng là 136,5g và mỏng chỉ 9,1mm. Mình cầm thì cảm thấy khá nặng nhưng chắc tay. Cạnh phía trên được làm phẳng, còn cạnh phía dưới thì hơi bầu. Mặt trước phía trên có cảm biến, loa thoại, logo Philips và camera phụ. Phía dưới có 3 phím cảm ứng nằm bên ngoài màn hình cảm ứng. Mặt sau là bằng nhựa mịn, ít bám dấu vân tay. Camera chính và hai bên là loa ngoài với đèn flash, logo Philips. Cạnh bên phải có nút nguồn, cạnh trái là nút tăng giảm âm lượng. Phía trên đầu là jack cắm tai nghe 3.5 cùng với cổng micro USB. Cạnh còn lại của máy chỉ có micro đàm thoại và khe để mở nắp máy. Phía trước của Philips S388 là màn hình rộng 4.5 inch với độ phân giải 540x960px, mật độ điểm ảnh khá tốt 240 ppi, do đó các hình ảnh chi tiết có thể được quan sát rõ ràng. Ngoài ra màn hình còn được trang bị tấm nền IPS giúp góc nhìn rộng và màu sắc hiển thị tốt, thích hợp để chơi game, đọc tin tức. Philips S388 sở hữu chip lõi tứ 1.3GHz của MediaTek với RAM 1GB, bộ nhớ trong là 4GB và hỗ trợ thêm thẻ nhớ ngoài để bạn có thể lưu trữ được nhiều dữ liệu hơn. Kết hợp với hệ điều hành Android 4.2.2 Jelly Bean thì bạn sẽ có một kho ứng dụng khổng lồ của Google Play, thả sức chọn ứng dụng game trên này. Philips S388 có một chiếc camera 5MP hỗ trợ lấy nét tự động và đèn flash chờ sáng. Theo cảm nhận của mình thì chiếc camera này lấy nét khá nhanh. Màu sắc của ảnh chụp cũng hiển thị gần đúng với vật thật hơn những sản phẩm cần khôn khúc. S388 cũng có hỗ trợ camera trước nhưng độ phân giải rất thấp, mặt này thì không được đánh giá tốt. Philips S388 là một chiếc smartphone màn hình lớn thuộc phân khúc phổ thông nhưng được gia công và trang bị khá tốt phần cứng bên trong. Thiết bị có thể đáp ứng được rất nhiều nhu cầu hàng ngày của bạn như là lướt web nhiều tab cùng lúc, xem phim, chụp ảnh, chạy đa nhiệm, cập nhật mạng xã hội hàng ngày và hỗ trợ hai sim hai sóng. Nếu thấy video hữu ích đừng quên like, chia sẻ với bạn bè và nhấn vào nút đăng ký nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.